Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Mình vừa nghĩ ra một trò để chôn Mao Đệ mọi người ạ. À không phải chôn, mà là hắn này rất là khoái là đi câu. Đấy, bây giờ mình sẽ vào rủ nó đi câu. Nhưng mà câu hôm nay một buổi câu khá là đặc biệt đấy. Câu trộm. Nhưng mà mình sẽ không bảo nó là câu tờ rộ đâu, mà mình sẽ có bài của mình. Bây giờ vào gạn nó đã. Là cậu. Nhanh lên đấy, đâu xem đây, ông không xỏ tay vào thì xong đến lúc lại kia đây. Đấy. Đây đây, quên đấy, tí nữa nhá, câu xong phát bấm cái này lên à. Đấy là ok đấy, xong bấm tít phát là được. Đi nhìn nhằng này á, chuẩn bị cho mời cả mùa run này, nhìn nhằng lắm. Đâu rồi? Ê. Tạc quân em rồi. Kệ mày. Cá đây nó sợ người nên là phải toàn phải đi đường đi ngách phụ thôi. Chụp. Thế là biết trình độ câu rồi. Ý, nó mắc thì anh để phán cái trình độ câu. Ừ, thế bể phát cái này là sao? Đi lên lên. Nhưng mà phải thật bế mồm đi nhá. Đi. Cổng đâu không đi thì cứ đi ngách tó đấy. Đi đường này nó mới kia, nó cá nó mới không phát hiện. Đây. Đâu đâu? Đâu? Đây anh đây. Anh mãi cứ đây rồi nhỉ. Từ từ tao phải tìm cái vị trí địa lý thích hợp đã chứ. Sao chỗ của anh câu mà sao hẻo lánh thế? Hả? Đủ lánh chứ. Ở trong này hẻo lánh thì nó mới có cá chứ. Còn không thì lấy đâu ra cá. Đâu rồi đâu? Đây. Phải đưa xem con mồi này ổn không? Ổn. Có phải thêm run không? Chuẩn luôn. Có phải thêm run không? Ờ, đây. Kỳ kỳ con run này cho nó mùi. Bôi tí cho tanh nhá. Ok. Con cá này á, con mồi này á, câu á, bo mồm luôn. Anh đừng có đua. Ngớt quá. Địa lòng. Cho mình mọc luôn. Ui à, siêu tanh không khổ. Kéo ơi. Nào, lên. Nào. Đá tao bế lên. Đây. Tay anh bẩn. Tao bế lên. Tao bẩn. Để trèo lên. Để trèo đi. Không, anh cúi xuống. Khôn thế. Thang trường ra đâu. Giá tao cho mình ngã một quát. Từ đây xuống. Lên. Lên được không? Ui. Ok không? Lớn.
Nào, trèo lên. Cao quá không? Đấy, trèo lên vai ấy. Ngu thế. Không biết trộm bao giờ. Ai ốt thì mà. Ai biết anh trộm bao giờ không biết. Đấy. Lộn. Lộn rồi. Đó. Hôm nay em chết thể lực kỹ năng này. Một phát một ăn luôn. Một thôi. Thôi, làm cứ làm đi chứ. Để đếm một. Để đếm một cá nghe. Buồn lắm chứ. Cẩn thận nào. Đây, đưa xem nào.
Lượn luôn sang bên đây. Đó. Con lên đây để gỡ cho nó chắc cú. Nó cứ đấy nhỉ. Chưa? Giật kiểu gì đấy? Em đóng vào sâu đi, em nó tụt cái kia ra ấy. Không biết đấy à? Nó ăn sâu quá. Không biết gỡ, ui, nhiều lắm, nhanh lên để cứu. Từ từ. Nó bụp bụp rồi. Bình tĩnh. Sao người ta ta nuôi cái loại này nhỉ? Thì mới 3-4 con thôi. Cầu dễ lắm, cầu đường dài lắm rồi. Con này là ăn tạp. Quả mùa thần thánh này của em thì đẳng cấp luôn. Ồ, hết thần thánh rồi. Tụt váy rồi. Tụt vẫn lắp được mà. À thôi. Ok rồi. À rồi. Nhấm nhảy thế. Quay. Còn mắc lưỡi nữa cơ. Đây. Ui. Anh lôi cả hộp nó ra rồi. Tút lại kia đi. Ít nữa tút. Đấy. Đó anh tụt xuống. Với tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Đây này, cháu còn mang cả cái này, cháu quay anh ấy bảo là dân cháu đi quay video vlog mà. Mày bỏ ra. Không phải đây này, em vẫn có video mà. Tao không biết video gì hết, tao chỉ biết là. Cháu mà đi ăn trộm thì cháu làm gì quay video. Tao chỉ biết là cái con là mày cầm ở tay thôi nhá. Cháu cũng cầm đâu. Mày đưa cầm đây này, đưa đây tao thu cầm đây này. Không, đừng thu. Mày thu lặng nhằn nhá, đưa đây. Con này của cháu bị câu đây. Ôi nhưng mà, ôi! Không có nhưng gì hết. Mày đứng đi. Cho cháu về đi, không thì tìm nữa cháu. Cháu mày đi lên đây, đi lên. Mày xuống rồi là mày phải lên được. Không lên được cao. Đi lên đây, nhanh lên. Treo lên đây. Cao lắm, ngã. Không có cái ngã nữa, mày xuống rồi là mày phải lên được. Nhưng mà đi trên đất. Đất cũng được. Ồ, đau lắm. Nhanh. Nhưng mà đừng thu cần của cháu nha. Tao không biết, nhanh lên. Cần này của cháu ấy, không phải cần của mấy ca đâu. Tao không biết thằng nào, tao chỉ biết thằng cầm cần đấy. Cháu ơi. Nào bây giờ mày có cái nữa không? Nhưng mà cháu có ăn trộm đâu. Mày vẫn còn cái nữa. Vàng bạc cao sáng lấp lánh mang nụ cười, nghe tin người đi ngỡ ngàng, em theo ái tình đã lỡ làng, dốc hết kia
cái gì đây? Chạy đi, chạy nhanh đó. Chị chả chạy. Đi, mất hết rồi. Mất cái gì? Anh vào. Sao mày không chạy? Anh chạy được à? Anh chạy anh ném một phát. Bỏ bao cá rồi mà lại bỏ em ở đấy. Thì mày phải tự biết đường mà chạy đi thân. Mà chạy nào thằng ấy lo. Anh bảo là đi câu cá nha bạn. Anh đi câu cá. Câu cá trộm à? Thì chẳng nghe tao bảo mày đi câu trộm mày đi à? Thì mày sao mày cũng ngu thế, mày không chạy vòng sang đằng bên kia? Chạy được à? Bên đây có lợn nó cắn nó cơ hội này. Lợn thì sợ nó, mày hãy đuổi lợn mà sợ gì? Nhưng mà không có. Em mà chạy em đấy liệu con mạng này về không? Quay mà không thấy điện thoại, không thu điện thoại đấy. Thu hết máy quay rồi, thu cả cần câu của em, thu cả mồi giả rồi, anh vào đòi mồi giả đi. Sao mày ngu thế? Con cá nó có biết chạy đâu, mày biết chạy thì không chạy đi. Em chạy được à, chạy sang đằng bên cửa bên kia này có lợn, lợn rừng người ta đang để. Còn chạy sang bên này á, mày không ăn một cái xẻng vào đầu ấy. Đang làm được cái gì, người thật sự. Có cái chạy thôi mà không chạy được. Cao. Mất bố mày quay rồi. Mất cái anh ấy tội đi rủ đi, anh tụ. Bây giờ làm nào? Làm nào nữa? Anh gọi chuộc cho em đi. Không biết giả cần ơi. Chuộc bao tiền?